thường là tao bị mụn nhiều lắm à, sẹo quá.
Gì nhỉ? Cái bạn nãy á. Sao? Đi 4 lần cô. Là em 3 lần. Ừ. Mới gặp mặt thôi. Mà sao nữa? Thì có nhiên. Thì có nhiên với chị Nhung là 4 lần, là 3 lần thôi. Thì em tưởng lần đầu em làm. Thì lần đầu em làm còn gì nữa? Thì lần đầu em làm còn gì nữa? Chị có 3 lần chị đi làm hết cả 3. Tại cái hình á, là em chụp hết cái hình đầu tiên đến á.
Chưa xong nha Hạnh. Còn lau một lần nữa xức thuốc nha Hạnh ơi. Nhớ kỹ dài dữ vậy. Toàn trong sẹo mà.
nước mắt.